Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh tuyên truyền công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Phần cuối chương trình là phóng sự Thành phố Hưng Yên tích cực chỉ đạo hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ sẽ sáp nhập với xã Đức Thắng. Khi tiến hành sáp nhập xã mới, với diện tích tự nhiên là 9,32 km2 và dân số là 10.882 người, để triển khai nhiệm vụ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn nội dung Mặt trận Tổ quốc tham gia sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đến các ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và Ban công tác Mặt trận các khu dân cư, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình thực hiện. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hải Triều thông qua các cái hội nghị và thông qua các cái sinh hoạt của các cái câu lạc bộ, các chi hội, đoàn thể ở tại thôn để tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân trong xã hiểu rõ, hiểu đúng về mục đích của việc sắp xếp đơn vị hành chính, tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia lấy ý kiến cử tri vào ngày 14 tháng 4 năm 2024 tới đây. Trong giai đoạn 2023-2025, thành phố Hưng Yên có 4 đơn vị thuộc diện phải sáp nhập là phường Lê Lợi và phường Quang Trung, xã Phương Triều và xã Hồng Nam. Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc thành phố đã hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các đơn vị thuộc diện phải sáp nhập tích cực chủ động tham gia thực hiện các nhiệm vụ lấy ý kiến của cử tri trên địa bàn. Bên cạnh đó, phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động thuyết phục cử tri sẵn sàng ủng hộ tham gia lấy ý kiến khi được yêu cầu. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, rồi thông qua các cái hội nghị, rồi là các cái trang fanpage của Mặt trận Tổ quốc nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của cái việc sáp nhập đơn vị hành chính, giúp cho phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cũng như là nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, chú trọng đến cái công tác là nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để nhằm kịp thời phản ánh với cấp ủy đảng, chính quyền thành phố. Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, toàn tỉnh có 42 xã thuộc diện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Với sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các cấp chính quyền trong công tác tuyên truyền vận động đã góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ngay sau khi đại hội điểm cấp xã của tỉnh ở xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi được tổ chức từ đầu tháng 1 năm 2024, thành phố Hưng Yên đã triển khai tổ chức đại hội điểm ở phường Minh Khai. Ngoài phường Minh Khai, đến nay đã có 7 phường xã hoàn thành công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở là Hiến Nam, An Tảo, Quang Trung, Trung Nghĩa, Hồng Nam, Tân Hưng và Hùng Cường, chiếm tỷ lệ 41,7%. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hưng Yên đã lãnh đạo chỉ đạo các phường xã tổ chức đại hội về báo cáo chính trị, báo cáo nhân sự và đề án nhân sự của đại hội thì cơ bản đảm bảo cái tiêu chí đã đề ra. Thời điểm này, Mặt trận Tổ quốc thành phố đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị còn lại phối hợp chặt chẽ với các ủy đảng, chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thiện văn kiện, làm tốt công tác nhân sự, tập trung chuẩn bị các điều kiện để phấn đấu hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã trong nửa đầu tháng 4 năm 2024. Đảng ủy đã ban hành nghị quyết lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc chuẩn bị cho công tác Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã, thực hiện các quy trình hiệp thương nhân sự và các xây dựng các dự thảo báo cáo chính trị, đăng ký cái lịch tổ chức đại hội vào thời gian là ngày 28 và ngày 29 tháng 3. Việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, giúp nhân dân hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân chung sức thi đua phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng thành phố Hưng Yên văn minh, giàu đẹp. Quý vị và các bạn thân mến,
Chuyên mục Đại đoàn kết xin được khép lại tại đây. Chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện, biên tập và dàn dựng chương trình Ngọc Anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.